chào các bạn lại đến với PI Channel. Mình là bác sĩ Thư Trang Pianissimo. Tự nhiên hôm nay lại có cảm xúc để làm video ấy. Đợt này mình rất là bận luôn, mình không thể nào mà tư vấn cũng như là điều trị da cho bạn nào được hết ạ. Vì là mình quá là bận, mình đã phải up lên trang cá nhân là mình không thể trả lời các bạn trong tuần này được. Nhưng mà tự nhiên có hứng lên ấy, thì lại làm video thôi. Chắc là mình là cái loại mà không chuyên nghiệp nhất. Blog là không chuyên nghiệp nhất thì chẳng bao giờ có nội dung sẽ làm cái gì hết trơn á. Tự nhiên là có hứng lên thì làm thôi. Các bạn biết là đợt này thì mình đang có một vài cái vấn đề về da, đó là mình bị bỏng ấy, nhưng mà các cái vết thâm nó đã tương đối là hết, gần như là hết rồi các bạn ạ. Gần như là hết rồi thì này mình sẽ chia sẻ luôn các cái sản phẩm mà mình dùng trong tháng này nha. Đồng thời là đợt này Lazada đang có khuyến mại rất là nhiều các sản phẩm luôn, thì các bạn có thể theo link ở dưới để mua các sản phẩm nhé. Thấy là rất là nhiều sản phẩm đang có giá rất là tốt rồi. Các bạn nhớ là subscribe channel này và add luôn cái nhóm yêu da đúng cách nhé. Mình đã mở thêm một cái nhóm khác, đó là nhóm bác sĩ PR yêu da đúng cách. Đầu tiên là mình để hai cái nhóm giống tên với nhau, nhưng mình đã thay đổi đi một xíu để cho nó không bị nhầm ấy. Thì một cái là public và một cái là private. Thì cái private thì các bạn có thể đặt các câu hỏi trên đó, còn cái public thì mình sẽ đăng bài trên đó, hoặc là những cái sản phẩm vân vân, những cái review sản phẩm, hoặc là đăng bài rồi là có thể share được, vì là cái public group thì mới share được, còn cái private thì không thể share được các bạn. Rồi, bắt đầu vào cái video này nha. Những cái sản phẩm, rất là nhiều các sản phẩm mới mình dùng trong tháng này, vì là cái tình trạng vết thâm của mình nên là mình phải gọi là advanced hơn một xíu để treat cho cái da của mình. Thì mình sẽ chia sẻ luôn, mình đã đổi cái loại sữa rửa mặt mới. Đây là em Eucerin PH5, là loại mới luôn các bạn ạ, facial cleanser. Trước là nó chỉ có cái loại mà cả sữa tắm, cả sữa rửa mặt lẫn với nhau, nhưng mà đây là riêng dành cho facial cleanser, vô cùng là dịu nhẹ luôn. Mình rất là thích em này. Các bạn xem thì sẽ thấy là mình dùng rất là nhiều các sản phẩm của Eucerin và mình rất là tin tưởng cái hãng này luôn á. Và đặc biệt của nó là 4-0 các bạn ạ. Mình sẽ làm một cái video riêng về cái em này sau nha. Nhà bạn nào mà có da nhạy cảm thì rất là recommend cái em Eucerin mới này. Rồi cái loại thứ hai buổi sáng mình xài, đây là Cell Fusion C. Không biết là bạn nào đã sử dụng cái loại này chưa? Mình cũng mới thôi, vì là có hãng giới thiệu cho mình và mình cũng thử dùng trong tháng này. Thì theo cái cảm nhận của mình á, cái sản phẩm này là dùng cho da các bạn nào mà da nhờn. Tuy nhiên là không hề có cảm giác khô một xíu nào các bạn. Da mình là da bình thường và nhạy cảm. Da mình là da nhạy cảm nhé. Nhất là cái đợt này sau khi mà bị sẹo, mình phải treatment rất là nhiều thì da mình khá là nhạy cảm. Và cái sản phẩm này được test cho da nhạy cảm, mình đã dùng và thấy nó không có bị kích ứng hay là gì hết ạ. Ban đầu dùng thì có thể nó sẽ hơi có châm chích nhẹ một xíu, nhưng mà không có bị khô queo như là các cái AHA hay là BHA khác, mà cái này dùng khá là êm và nó gần như là mùi, không biết gọi là mùi gì luôn, hơi hơi the the kiểu bạc hà các bạn. Cái texture thì nó màu hồng nhạt nhạt như thế này, vì họ nói là trong này có chiết xuất thì đất sét hồng gì đó dành riêng cho các bạn da dầu, thì nó thấm rất là nhanh. Ôi lại bôi luôn, trời, không biết hôm nay bôi bao nhiêu lớp kem chống nắng với các thể loại kem. Thì nó gần như là không có mùi gì nhiều đâu, rất là dễ chịu. Thì trong cái sản phẩm này, cái packaging cũng khá là xinh, màu hồng mình cũng thích màu hồng nữa. Thì cái kiểu mà lấy pump như thế này cũng rất là dễ để lấy. Sản phẩm này cũng đang được sale khá là nhiều trên Lazada ấy. Các bạn có thể theo link ở dưới để mua sản phẩm nhé. Thì ở trong này họ có cái Chiacin, là cái gọi là cái công thức riêng của cái hãng này, Cell Fusion. Các bạn thường biết đến với cái sản phẩm kem chống nắng đúng không? Làm mưa làm gió cái đợt năm vừa qua thì rất là nhiều bạn sử dụng cái loại kem chống nắng đó. Mình cũng thấy khá ổn, tuy nhiên là về cái độ mạnh của nó thì cũng ở mức trung bình thôi. Còn với cái sản phẩm mà chăm sóc cho da nhờn mụn này, cái ampoule, tên đầy đủ của nó là Final Rescue, tức là gọi là sao, dùng từ gì ta? Rescue là kiểu giải thoát, cứu trợ. Có người chính xác là gì nữa. Thì cái tên của nó là Rescue. Thì thành phần của nó gồm rất là nhiều các cái thành phần tương đối là ổn, ví dụ niacinamide này, rồi là các cái dẫn xuất từ tự nhiên rất là nhiều. Trong đó cũng có nhiều các loại essential oil nữa. Chính vì thế mà mình đã cảm giác là nó có mùi hơi the, mát mát trong cái này. Bởi vì nó có peppermint oil. Nó hơi giống kiểu mùi bạc hà các bạn. Rất dầu nhờn. Thực ra da mình thì không có bị nhờn, nhưng mà khi mình dùng thì mình thấy nó vẫn giữ được độ ẩm rất là tốt, mà không bị bóng dầu nhiều. Thì mình nghĩ là khá ổn cho những bạn nào mà có tình trạng mà da nhạy cảm, kích ứng viêm đỏ ấy, thì có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Đây. Rồi, tiếp theo buổi sáng thì mình
sử dụng cái em Cetaphil này. Cái này rất là basically luôn, SPF 15 PA2 cộng thôi. Cái này thì chưa đủ mạnh để làm kem chống nắng đâu các bạn. Tuy nhiên là nó vừa là moisturizer và vừa có một chút chống nắng nhẹ trong này thì cũng tương đối là ổn. Mình thường là mình sẽ dùng buổi sáng và sau đó thì apply tiếp kem chống nắng lên, rồi khi nào mà ở trong phòng mà nó lạnh bị khô ấy, thì mình lại apply cái này. Nói chung là một ngày mình dùng rất là nhiều lần luôn ấy, cứ thấy khô là mình sẽ táp lên mặt à. Và cái này rất là rẻ, đợt này cũng được sale luôn đó các bạn, hình như khoảng 300 hay gì đó thôi cũng được sale này. Nó tận hơn 100 ml, trời ơi, dùng không biết bao giờ cho hết, mình dùng cả mặt cả cổ, tuột tuột các bạn. Cái này thì nó rất là basically luôn, thành phần chống nắng của nó là avobenzone và octocrylene. Thì avobenzone là cũng chống được UVA rồi. Ngoài ra thì có glycerin và vitamin E, tức là nói chung là nó rất là basically. Thì cái sản phẩm này nó sao nhỉ, gọi là sao nhỉ, cái lớp finish của nó ấy, mình cho bạn xem. Ố, mình rất thích cái kiểu mà đóng mở như thế này, nó là dạng cream như thế này, nhưng mà cream này rất là mỏng nhẹ, rất là dễ tán các bạn ạ, rất rất là dễ tán. Tuy nhiên là nó không có tạo cái lớp finish mà đẹp đẹp như là của Hàn Quốc, Nhật đâu các bạn ạ. Cái lớp finish của nó không có nịnh mặt. Mình dùng từ như thế, lớp finish không nịnh mặt, tức là da xấu là nhìn rõ xấu luôn. Nó không có nịnh mặt, tuy nhiên là nó dưỡng ẩm rất tốt. Em này dưỡng ẩm rất tốt. Chính vì thế nên là ngồi trong phòng điều hòa là mình toàn dùng cái này thôi. Dưỡng ẩm rất rất tốt luôn, cả cổ. Lúc nào cũng sẽ cảm giác nó hơi ẩm 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 ẩm. Dưỡng ẩm rất là tốt cái này. Thì bạn nào mà không có tài chính quá nhiều vào một loại kem dưỡng ẩm trong mùa khô này thì em này cũng khá là ổn, dùng vào buổi sáng lại có thêm một chút chống nắng nữa, thì mình apply thêm kem chống nắng nữa thì là ok, là ổn. À, rồi vào buổi sáng đợt này thì mình dùng cái em này, mình đã có cái video review riêng về em này rồi. À, thêm thêm một cái nữa là cái này nhá, cái này các bạn dùng các bạn sẽ thấy da nó bị tối đi các bạn. À, nó bị tối đi vì còn nó hơi bóng bóng này các bạn thấy không, nó hơi bóng nhẹ 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 như thế này này. Chứ nó không phải là tạo cảm giác mà lì mét đâu, ngược hẳn với em này là trắng, mặt sẽ trắng ra và nó mét, chứ nó không bóng. Mình hay dùng em này xong da nó rất là ẩm mướt rồi, xong rồi dùng em này lên trên thì rất là mịn đẹp. Thêm nữa là buổi tối đợt này mình có xài thêm em này La Roche-Posay Dual Cộng. Thực ra cái này là dùng cho các bạn bị mụn, nhưng mà nó không hẳn là dùng cho mụn, là sao nhỉ, có LHA rồi có niacinamide thì cũng chống ngăn ngừa viêm, giảm thâm, nên là mình dùng nó như là một loại phòng ngừa mụn quay trở lại và tẩy tế bào chết. Thường thì mình sẽ dùng một tuần khoảng 3 lần em này. Thì cái sản phẩm này nó cũng rất là dễ thấm, rất là nhanh thấm luôn, dạng cream mà gel gel. Mình dùng nó như là một loại tẩy tế bào chết các bạn ạ. Nó thấm rất là nhanh luôn, thơm rất là dễ chịu. Thì bạn nào mà có mụn á và phòng mụn quay trở lại thì có thể dùng em này, rất là ổn. Giá của nó thì cũng toàn tầm 300 400 gì đó. Thì bạn nào mà trước đây có mụn rồi, da dễ bị mụn, phòng để phòng tái phát thì đây cũng là một sản phẩm rất là tốt. Rất là tốt. Rồi, tiếp theo lại một em Cell Fusion nữa. Em này rất là hay nha. Em này được, này mình rất là thích. Mình cho các bạn xem ở bên trong của nó nhé. Nó có màu xanh như thế này này. Nó màu xanh giống màu trà xanh ấy. Đang hot cái mụn trà xanh đúng không? Mà cái mùi của nó cũng hơi hơi có mùi trà cơ. Đây, nó dạng như là gel ấy, như là thạch ấy. Mình rất là thích em này vì bôi lên nó cứ mát mát đấy các bạn ạ. Và đúng là kiểu kem của Hàn Quốc ấy, các bạn sẽ có cảm giác là nó, cái lớp finish của nó ấy, sẽ có cảm giác là nó hơi sao nhỉ? Nó mịn mịn hơn. Nó mịn mịn. Thì em này tên của nó là Calming Down Cream. Thì dùng cho các cái trường hợp mà mình bị kích ứng, bị đỏ, nó giống như là một cái kem phục hồi vậy đó. Thì thành phần của nó, ui trời, sao đóng mãi được. Thì cái thành phần của nó cũng có cái công thức độc quyền, đó là azulenone riêng của cái hãng này. Và mình rất là thích cái kem này, nó vừa rất là mướt mà nó cứ mát mát, xong rồi thấm thì cũng rất là nhanh. Dưỡng ẩm cũng tốt, có thể dùng là một loại kem phục hồi được các bạn ha. Ui, sao nó mãi được kìa.
Tại vì mình để ngược. Mình dùng kem dưỡng là hết nhanh lắm các bạn, vì một ngày mình dùng, trời ơi, nhiều lắm, mình dùng nhiều lắm đó. Cái đợt khô này là mình dùng liên tục luôn, bởi vì là mình đang có sợ bị thâm hết nên là mình dùng nhiều hơn bình thường một xíu. Rồi tiếp theo là retinol 1% của Paula Choi vẫn còn đang dùng. Thì em này một tuần mình chỉ dùng chắc 2 lần thôi à, cũng rất là good, đặc biệt là tốt cho các bạn da khô, nó không có bị khô, bị bong tróc nhiều lắm. Rồi một em chị sẹo. Đây, cái sản phẩm chị sẹo này nó là nó có chứa silicone rồi chứa chiết xuất hành tây để chị sẹo. Thì các bạn biết là cái đợt bỏng vừa rồi nên là mình cũng mua một em để chị sẹo này. Thì nói chung là không biết có hiệu quả không, nhưng bạn thấy đấy, vết thâm của mình nó đã gần như hết rồi. Tuy nhiên là phải kết hợp nhiều các phương pháp khác nữa chứ không phải chỉ mỗi này. Tiếp theo là điểm rất là quan trọng mà chắc chắn là sao nhỉ, cái đợt này mình mới uống thôi các bạn ạ, trước đây là mình không có uống. Đó là Miracle viên uống trắng da, là để cho cái vết thâm này nó bớt đi đó các bạn. Và hết rồi, uống hết rồi. Và vitamin C nồng độ 1000 mg, cái này là viên C sủi để uống hàng ngày rất là ngon. Bên này thì rất là dễ mua những cái viên này, ở Việt Nam mình cũng có ấy. Mình sẽ để link ở dưới cho các bạn nhé, các bạn tham khảo nhé. Thì uống rất là ngon, các bạn có thể hàng ngày uống 1 viên được, nhưng mà nên uống cùng với nhiều nước nhé, để cho mình tránh có cái tình trạng mà có thể sỏi thận, là mình nên vận động nhiều hơn rồi là uống nhiều nước hơn. Thì cái viên Miracle này chắc là nếu mà bạn nào quan tâm về skincare đã biết rồi, nó có hàm lượng glutathione rất là cao đến 1100 mg, rồi có femplox. Femplox là chiết xuất dương xỉ, nó là một trong những thành phần mà chống nắng đã được chứng minh và kiểm nghiệm là có khả năng chống nắng từ cái chiết xuất dương xỉ rồi. Rồi là hyaluronic acid. Thì cái đợt mà mình trong 1 tháng vừa rồi á, là mỗi ngày 2 viên, thì mình thấy da sáng lên thiệt. Mình cũng không phải là tín đồ da sáng đâu, thực ra là chỉ vì cái đợt này mình bị bỏng như thế nên là mình sợ là nó sẽ bị tăng sắc tố á, nên là mình buộc phải sử dụng thôi. Còn mình cũng không phải là người có tín đồ của việc làm trắng da gì cả. Tuy nhiên là các bạn, khi các bạn sử dụng những loại thuốc uống ấy, thì các bạn có thể uống một đợt tầm 2-3 tháng, sau đó thì mình chuyển sang những cái loại khác nhá. Thì cứ như thế, chứ cũng không nên dùng mà quá lâu cái loại nào đấy. Rồi, kết thúc video ở đây nhé. Tất cả các cái sản phẩm mình sẽ có link ở phía dưới. Có một số sản phẩm đang được giảm giá rất là tốt, và các bạn còn có thể săn các cái voucher vào những cái thời gian nhất định, ví dụ như là 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ gì đó. Nếu mà các bạn săn được nhiều voucher là được giảm giá khá là nhiều đấy. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.